Hương Thơ và chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ của Lý Đoàn Sài Gòn TV xin trở lại với quý vị. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hương Thơ đang có mặt tại hội quán Lạc Cầm. Và để giới thiệu đến quý vị một tiếng hát mạnh mẽ, quyến rũ, lẫy lừng gần nửa thế kỷ qua. Và một trong những tiếng hát mà thời gian không là rào cản. Thưa quý vị, Hương Thơ muốn nói đến Elvis Phương. Và hôm nay rất hân hạnh được nói chuyện với anh nhân dịp anh ghé đến quận Cam vào mùa hè trong một đêm nhạc thính phòng thuở ấy có em tại hội quán Lạc Cầm. Em mến chào anh Phương, đã lâu quá rồi anh em mình mới gặp lại nhau. Trước tiên thì anh xin chào Hương Thơ và em biết xuống xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang xem đài. Vâng, Hương Thơ biết là tên tuổi của Elvis Phương là có rất nhiều người biết đến, nhưng mà cũng phải nói sơ qua về Elvis Phương. Thưa quý vị, anh sinh trưởng tại Bình Dương, đi học trường Tây tại Sài Gòn và anh khởi nghiệp ca hát ngoại quốc và rất là mê vua nhạc rock Elvis Presley. Đó là lý do anh đổi tên thành Elvis Phương từ Phạm Ngọc Phương. Và anh trình diễn trước công chúng lần đầu vào năm 1962 tại Trường Rồng Regina Passis. Và bài ta hát tiếng Việt đầu tiên của anh Elvis Phương là bài Nửa Đêm Ngoài Phố và bài ngoại quốc là O Kangasiro. Và anh đã tham gia nhiều ban nhạc trẻ, trong đó nổi tiếng với ban nhạc Phượng Hoàng với Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà. Và thưa anh là một trong những ca sĩ được cái hạnh phúc là được hát, vẫn còn được hát. Và đó là cái niềm đam mê rất là lớn trong đời anh. Và lớn lên trong một gia đình mà bố là một kiến trúc sư và cũng là một giáo sư dạy pháp văn. Và anh là con trai trưởng của gia đình 10 người con. Và một cái bí mật mà Hương Thơ đọc được về anh là khi mà bố mong ước anh được trở thành bác sĩ hay kỹ sư, thì đến năm 18 tuổi sắp sửa đi du học ở Pháp thì anh lại nói với bố là anh muốn đi hát. Thì lúc đó cảm giác, cái lời nói của bố anh, cái phản ứng của bố anh lúc đó như thế nào? Còn nhớ không anh? Còn không, cái đó thì anh lúc nào cũng nhớ. Nhớ, tại vì cái đó là một cái mốc rất là quan trọng trong cuộc đời của anh. Sau khi cái câu nói là anh nói với bố là nói con chỉ muốn ở lại Việt Nam, không muốn đi Pháp du học, con muốn ở lại Việt Nam để con đi hát thôi. Thì khi cái buổi mà đó thì anh thấy ông bố anh, ông ấy vừa nghe xong cái câu đó là ông lặng người luôn. Cái xong rồi ông nói là thôi được, ba cũng chiều con, vậy thì ngày mai con cứ xếp quần áo rồi con đi ra khỏi nhà. 18 tuổi. 18 tuổi. Rồi anh đi luôn. Anh đi. Khoảng bao lâu mới được trở về với gặp bố? Anh đi, lúc đó anh đi ra ngoài thì anh lại kết hợp với lại ban nhạc trẻ Les Vampires. Thì anh đi hát với ban nhạc và đồng thời thì những cái lúc mà rảnh rỗi thì anh cũng xem lại bài vở rồi này kia để nghĩ nếu mà mình không theo được cái con đường này thì chắc có lẽ mình cũng phải tiếp tục học một cái môn gì đó. Thì anh ở nhà với lại ban nhạc, có thuê một căn phố đó. Thì thường thường đó thì ở nhà nó có một cái bà người làm, bà đến bà dọn dẹp nhà cửa xong rồi cái thì bà làm cơm rồi thì cái bà để sẵn, rồi khi mà ban nhạc tối đi làm về đó thì có cơm sẵn rồi thì nhà cửa sạch sẽ thôi. Lúc đó anh ở chung với ai ạ? Anh ở chung với nguyên cả ban nhạc luôn. Ban nhạc Les Vampires luôn. Là gồm có ai? Gồm có anh Nhơn là đánh bass, anh Thái là lead guitar, rồi còn anh Trung Hưng là rhythm guitar, rồi trống là anh Minh, rồi lúc đó là còn một ca sĩ nữa là anh Xavier, còn ca sĩ trước của Le Mopia là Jackie thì đã lấy gia đình rồi đi rồi. Rồi mà trước hơn nữa đó là thì là Polak là cái anh đánh trống, xong anh đi theo bố mẹ đi về Đức. Lúc đó anh đã lấy nghệ danh là Elvis Phương chưa ạ? Lấy Elvis Phương rồi, lấy tên là Elvis Phương rồi. Anh lấy từ lúc mà anh ở trong trường xuất ra mà đi hát chơi đó. Thì có một nhóm bạn ở trong đó là
có anh bây giờ làm bác sĩ là anh Nguyễn Đình Vượng ở đây nè, anh mới nói thằng Phương này nó giống Elvis lắm, thì bây giờ sao không lấy cái nghệ danh là Elvis Phương luôn đi. Cái từ ngày đó anh lấy cái tên đó luôn. Và năm đó cũng là thập niên khoảng 1963 thưa anh. À, 63 đó. Vâng, và lúc đó là cái dòng nhạc của Elvis Presley rất là nổi, và ông vua nhạc rock đó. Lúc đó thì nói cho đúng ra thì ở ở trong trong Sài Gòn mình á, thì họ chưa có được nghe nghe đến nhạc rock nhiều, vì lúc đó những cái chương trình hay là những cái chuyện mà hát ca đó thì đó bắt đầu từ trong những cái trường học Pháp ra, thành thử ra chỉ có theo những cái ca sĩ Pháp thôi đó, thì lúc đó chưa biết đến Đó là rock nhạc Pháp thôi. Elvis Presley thôi. Thì chỉ có lúc sau thì đến khi mà ở trong trong đài radio với lại truyền hình thì có phát ra những cái giờ nhạc, thì trong đó có chương trình của anh Hải Nam. Thì anh Hải Nam anh ấy giới thiệu những cái dòng nhạc của bên Mỹ này, thì lúc đó họ mới bắt đầu họ nghe đến những cái nhạc rock. Thì cái người mà rock đầu tiên đó hồi lúc đó đó thì nghe qua những cái band như là Bill Haley and the Comets, rồi hay là Chuck Berry đó, rồi sau đó thì mới đến một loạt sau là Elvis, rồi Jerry Lee Lewis đó, Cái bài rồi Elvis Presley đầu tiên anh hát là bài nào? bài đầu tiên mà anh hát của Elvis là bài Blue Shoes Vâng. đó. Bài Nửa Đêm Ngoài Phố hát sao thưa anh? Anh có Buồn thể hát? vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm. Cái bài đó là chị Thanh Thúy. Mà sao Chị em bé Thanh tí mà đã hát Nửa Đêm Ngoài Phố? Thúy không có, tại vì ở nhà mà bố mẹ hay để cái đĩa nhạc nó nghe nghe, thì anh đi đi qua đi lại anh cũng nghe, rồi anh cũng nhẩm nhẩm trong trong đầu cũng thấy Mới vui bảo vui vậy mới thôi. bảo sơ không có đánh đòn tại mới bé tí mới hát Nửa Đêm Ngoài À, Phố. không không cái anh đâu có nghĩ rằng là một ngày nào đó anh nghĩa là bí quá rồi anh phải lấy cái bài hát đó ra hát. Là thành ra cái buổi mà đi vào trong cái trường Regina Passis đó, thì cái trong cái hội chợ đó thì có ban nhạc đứng chơi. Thế thì anh đi với một đám bạn, thì mấy người trong bạn bạn nói Phương lên hát có ban nhạc. Cái thì anh nói hát đi hát, mới vừa leo lên ở dưới này tự nhiên có mấy người lớn họ nói Phương hát nhạc Việt Nam. Trời ơi, mặt anh tái xanh luôn à, lúc nào đâu có biết hát cái gì đâu, tiếng Việt Nam đâu. Cái này thôi mình sực nhớ ra cái bài bài đó, mà mình nghĩ là cái bài đó ai cũng biết hết, tại vì chị Thanh Thúy chị nổi tiếng cái bài đó nhiều quá mà cũng rất là nhiều người nghe, thành thử ra bài nhạc mới đánh cái bài đó. Nhưng mà tới lúc mà cái đoạn hát xong mấy đoạn rồi thì tới cái đoạn mà solo đó thì anh mới nói ban nhạc ngưng ngưng, mấy anh ngưng giùm, là mình đánh theo cái nhịp điệu rock giùm tôi. Cái anh hát Hát sao bài anh? Lúc mà Nửa hát Đêm Ngoài Phố hát buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện đó, sao? rồi thấy ai cũng thích hết. Từ đó Hương Thơ có thể tưởng tượng là Còn bây giờ anh đi hát mà vẫn còn có những người khách họ đến họ yêu cầu, họ nói tôi nhớ cách đây cũng hơn 50 năm thì anh có hát cái bài đó như thế này, bây giờ anh có thể hát lại được không, anh Thực cũng ra làm mới điều của hát 17 luôn. tuổi, 17 tuổi phải không anh? Lúc anh Mười mới bảy 17 tuổi. Và còn cái bài Ocean Gun Zero hát sao ạ? tuổi Okean Zero đó là một cái bài trong một cái cuốn phim mà ca bồi Nam Mỹ thôi, mà cái đó thì chỉ có tiếng thổi harmonica thôi với huýt sáo thôi đó. Thì anh hồi lúc mà anh đi xem cái phim đó đó, lúc đó anh nhớ anh chỉ có khoảng 10 tuổi thôi, mà anh nghe cái Ocean Casero đó mà thổi bằng harmonica thích quá, anh về anh nhất định phải bắt mà má anh đi mua cho anh cây kèn harmonica hồi xưa, cái piccolo nhỏ vậy nè đó, rồi anh cứ tập thổi vậy đó, có thời gian anh thổi thổi harmonica hay lắm, Và bài đó chỉ là thổi thôi chứ anh không thổi không quá không có lời đó. có hát. Có lời nhưng mà nó hát cái tiếng La Mỹ như là
Ole o cangacero, ole mule mendeda, tumisina pa de renda, tumisina pa mola. Vâng, thưa quý vị, đó là khởi đầu của sự nghiệp ca hát của Elvis Phương. Sau một vài thông tin thương mại ngắn, Hương Thơ và anh Elvis Phương sẽ trở lại ngay. Xin quý vị đừng rời máy.